Ông nói ra là lúc đó đó ông về đây ông xin lỗi vì cái vụ mà của những You hôm trước are đó. complaining, you are not angry anything. Người đàn ông này là một đại sư taekwondo gốc Hàn đang sinh sống tại Mỹ. Và đây là thứ khiến ông Woo Jin-jung, vị võ sư 81 tuổi, bật khóc. Bức ảnh này chụp năm 2008 tại một ngôi nhà nhỏ thuộc Tuy Hòa, Phú Yên. Đây là lần đầu tiên ông Jung quay trở lại Việt Nam sau quãng thời gian 2 năm là lính hậu cần cho sư đoàn Mãnh Hổ khét tiếng trong chiến tranh Việt Nam. Trong bức ảnh này, ông Jung quỳ trước mặt một nhóm người Việt, xin lỗi vì những lỗi lầm mà lính Hàn Quốc đã gây ra trong cuộc chiến. Những lỗi lầm mà ông nói, ông không được chứng kiến. Tôi muốn quay trở lại Việt Nam để gặp lại gia đình người Việt đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian tôi đi lính tại đó. Tôi muốn xin lỗi vì những điều sai trái mà quân đội Hàn Quốc có thể đã gây ra, dù tôi không được chứng kiến điều đó. Sau 2 năm phục vụ trong quân đội Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Woo Jin-jung tới Mỹ lập nghiệp tại thành phố Cedar Rapids, tiểu bang Iowa của Mỹ năm 1971. Từ hai bàn tay trắng, ông Jung lập nên võ đường taekwondo đầu tiên tại thành phố hẻo lánh này. Và rồi từ đó trở thành một doanh nhân thành đạt, một nhân vật tiêu biểu của thành phố được nhiều người biết đến. Và đó là lúc mà ông Jung nhớ về những ngày tháng tại Việt Nam, về một gia đình người Việt mà ông đặc biệt gắn bó. I let people I don't know name. I let go there, I make a name. People I don't know name. Or too young. 4 years later, I go name. What is the name? Hong Kong, Soi, Sheng, Hua. Kể từ năm 1964 tới năm 1973, Hàn Quốc đã gửi 350.000 lính tới tham chiến tại Việt Nam cùng đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1966, lực lượng tác chiến của Hàn Quốc đặt chân xuống Tuy Hòa, bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự. Năm 1967, ông Jung lúc đó là một chàng trai trẻ, không một số dính túi, quyết định tham gia đoàn quân viễn chinh tới đất nước Đông Nam Á xa lạ. Tôi đăng ký đi lính vì tiền. Nhà tôi hồi đó rất nghèo. Tới Việt Nam, tôi phục vụ tại Tuy Hòa trong đơn vị hậu cần. Lúc đó đơn vị của tôi đóng quân gần bờ biển. Người dân ở đó rất thân thiện, khiến tôi cảm thấy như đang ở quê mình vậy. Tôi lớn lên trong nghèo đói, không một xu dính túi giống những người Việt Nam mà tôi đã gặp ở đây, nên tôi cảm thấy rất đồng cảm. Người dân Việt Nam rất tử tế, dù chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng mọi người sống với nhau rất tôn trọng. Người Việt cũng muốn giúp lính Hàn, còn chúng tôi thì cho họ đồ ăn thức uống, nên hai bên rất thân nhau. Cách Mỹ nửa vòng trái đất, tại ngôi làng thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, người ta gọi đây là làng Hòa Hiệp, nơi đóng quân của ông Woo Jin-jung. Tôi khoảng cỡ 24-25 tuổi, ca chế lúc đấy. Anh Hóa là một trong 8 người con của một gia đình có cha là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhà anh Hóa khi đó nằm gần đơn vị của ông Jung. Có một cái tình cảm đặc biệt là với ông già. Lý do là ông già cũng nhận làm con nuôi. Cho nên là ông Jung ông có cái tình cảm. Cô là đen, đen thui một chút xíu á, ông cứ kêu đen đen à, cho bên mì, cho anh mì, cho anh mì mấy em ăn lắm, lúc nào xuống cho anh mì mấy em, rồi thương em cũng như ẩm lên, rồi hào đen nhỏ xíu, rồi khổ ấy. Những đứa trẻ trong nhà đó rất nghèo, chúng thường hay tới chỗ tôi để xin đồ ăn. Cha của chúng đi lính cho miền Nam Việt Nam, còn mẹ thì phải đi làm, nên mấy đứa nhỏ hay chạy ra ngoài xin ăn. Hồi chiến tranh Triều Tiên, nhà tôi cũng nghèo lắm, cũng chẳng có gì để ăn cả. Căn nhà cũ của gia đình anh Hóa, nơi chia sẻ những kỷ niệm với ông Jung, giờ đã đổi chủ, nằm hoang phế. Anh Hóa cũng đã xây cho mình một ngôi nhà mới khang trang hơn, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi và luôn giữ một vị trí quan trọng. Đó là những bức ảnh của người mà cả gia đình luôn coi như người anh lớn, dù không cùng dòng máu. Là khi ông đã tìm đến gia đình là có công tìm 10 năm mới gặp. Khi đến thì ông ôm anh em lại, ông khóc. Cho nên là cái ấn tượng duy nhất của trong đầu mình là nhớ mãi ông Dung là
tình cảm anh em nó gắn bó lắm, không thể nào quên khi chết mới quên lần. Ông Trung nói ông mang ơn Việt Nam bởi đất nước và con người nơi đây đã dạy cho ông một bài học lớn. Việt Nam chiến dân nghe nãy kìa. Cuộc chiến Việt Nam dạy cho tôi một điều, đó là khi mình trao gửi tình yêu thương, giúp đỡ người khác bằng cả trái tim mình, thì mình sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Và đó cũng chính là yếu tố cốt lõi giúp ông Trung từ một người nhập cư trắng tay trở thành một doanh nhân được kính trọng tại vùng đất miền Trung Tây nước Mỹ này. Okay, you think coconut from okay, I can give you a new store for him. This drink that very good. This is better. Oh. Yes. That you like in Vietnam, in right? In Vietnam, yes. Mm-hmm. Not cut. You together here. Yes. Yes. Ở thành phố Cedar Rapids có một tiệm tạp hóa của người Việt, mà chủ nhân của nó cũng là một đồ đệ thân cận của ông Trung. Theo học taekwondo cùng với ông đã lâu, anh Hùng cho biết ông Trung và môn võ này đã giúp anh tái sinh sau một cơn bão bệnh. Xưa Hùng bệnh, tưởng đâu là không sống được á, cho nên khi mà nghĩ tới mình cần phải tập luyện. Cho nên khi Hùng về á, vẫn chưa có đi đứng được, phải có người take care. Cho nên Hùng mới ráng quyết tâm để luyện tập. Yeah! Yeah! Okay. Sau khi mà Hùng bị bệnh á, thì ông Nhân đã truyền cái cảm ứng cho Hùng về cái môn taekwondo này. Taekwondo có thể đã giúp mình trỗi dậy và sống trở lại, khỏe mạnh lại. Chính anh Hùng cùng với một đồ đệ người Việt khác của ông Trung là cây cầu nối giúp cuộc đoàn tụ giữa ông và gia đình anh Hóa diễn ra. North Vietnam, South Vietnam, I know enemy each other, now together. Ông nói rằng ngày xưa miền Bắc với miền Nam mà có chiến tranh với nhau, nhưng mà bây giờ chỉ là một nước thôi chứ không có còn chiến tranh nữa, tất cả đã thống nhất. Anh Hùng vừa là phiên dịch, vừa là người giúp ông Trung gửi tiền về cho gia đình anh Hóa để làm cơm tất niên, hương khói cho người cha đã qua đời mỗi dịp xuân về. Hàng năm ông cứ gửi về thăm cho gia đình 200 đô, 300 đô để mà cụ hương khói cho tiên linh của ông cha. Bây giờ không còn chiến tranh nữa, bây giờ là tình người giữa Hàn Quốc, rồi Mỹ, Việt Nam bên nhau rồi, thì tình cảm của con người là nó sâu đậm. Còn hận thù thì đã ghét lại rồi, còn mình là người dân, ai tốt thì mình cũng đối xử tốt. Có những người dân ở những nơi mà chiến tranh bị chết chắc là họ cũng có cái tâm lòng căm thù chứ, nhưng mà đã qua rồi, cho nên là bây giờ không còn cái hận thù gì đâu. Quê hương thứ nhất của tôi là Hàn Quốc, quê hương thứ hai là Việt Nam, và bây giờ tôi đang ở quê hương thứ ba là Mỹ. Ngày xưa Việt Nam, Mỹ với Hàn Quốc đánh nhau, nhưng giờ thì đã khác rồi. Mối quan hệ đã sang một trang mới. Tôi cảm thấy rất vui khi cả ba bên giờ có mối quan hệ gần gũi. Để lại quá khứ đằng sau lưng, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Như cái cách mà ông Trung từng dùng taekwondo để làm cầu nối hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên nhiều năm về trước.